nhân dịp khai trương cửa hàng thứ 336 Cổ Food Trần Văn Quang 86. Từ nay đến ngày 5 tháng 4, hàng loạt sản phẩm từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ cho đến hóa mỹ phẩm và đồ dùng sẽ được bán với giá ưu đãi từ 15% cho đến 30%. Đặc biệt, một số loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, trầu, củ, quả sẽ giảm đến 49%. Riêng trong ngày khai trương, nhiều khách hàng đã nhận được những phần quà thiết thực khi có hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên. Bên cạnh đó, quý vị khán giả cũng đừng quên tích lũy hóa đơn khi mua sắm tại đây. Với giá trị cộng gộp từ 1.500.000 đồng trở lên, trong đó có ít nhất là 200.000 đồng mua các sản phẩm là hàng nhãn riêng của Omart, quý vị khán giả sẽ được Cố Food tặng ngay những phần quà giá trị. Mở cửa từ 6 giờ cho đến 21 giờ hàng ngày, cửa hàng Cố Food tại địa chỉ 86 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình là một trong những điểm bán hàng bình ổn giá bên cạnh hệ thống siêu thị Cố Mart. Tại đây, quý vị khán giả cũng sẽ được hưởng mọi quyền lợi tích lũy điểm của chương trình khách hàng thân thiết Cố Mart.